Hôm nay học bài chính đó thầy. Tiếp theo con ghi là 1 2 các mạng kiến tạo nha nha Trung nha. 1 1 ghi rồi, 1 1 ghi chưa? Cái phần 1 ghi chưa con? Cái phần 1 ghi chưa? Ghi rồi đúng không? Vậy là Ghi phần rồi 2 thầy. đúng rồi. Đúng rồi, về phần 1 là phần 1 xong rồi, vậy là phần 2 đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi ghi trước đi. Ghi trước xong rồi nghiên cứu sách khoa, trả lời thầy ba câu hỏi ở trên bảng á. Ba câu hỏi: à thạch quyển là gì, à có mấy mảng kiến tạo, à cuối cùng à Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào đó. Rồi rồi hay ba câu hỏi thôi, rồi nghiên cứu đi coi. Con chào thầy. Rồi mới có 2 bạn vô, Trung với Kha. Còn lại vô. Chờ 5 phút nữa rồi chúng ta bắt đầu làm việc nha. Con chào thầy. Rồi đã thấy mặt Đăng Phương. Ok. Con chào thầy. Rồi. Rồi nghiên cứu dùm hai ba câu hỏi đi. Rồi nó bắt đầu nha. Ba câu hỏi trên ba hỏi ở ở trên bài luôn nha. Rồi nghiên cứu. Rồi đọc bản đồ. Bây giờ chỉ yêu cầu đọc bản đồ thôi. Xác định rằng là gì, có mấy mảng kiến tạo. À là một, kể tới cái mảng kiến tạo thôi. Cái nhất, cái hai đó là Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào. Cái phần nội dung Con bài chào thì chị thầy. làm lại cho các em sau nha. Rồi Chị chiều Bảo mai ơi. chị học cho cô nha. Ai vậy? Chị ơi. Ok. Ok, lâu lâu mà mới thấy sang sang ở trong vườn đấy. À, trong vườn mát mẻ ha. Quên thầy. Ok. Dễ dễ này. Rồi rồi được rồi. Uống nước nhiều vô nghe chưa? Uống nước ngọt này thầy. Rồi uống nước gì cũng được, nước nhiều nhiều vô. Rồi nghiên cứu, rồi đọc thầy ba câu hỏi trong trên cái bản đồ, trên cái bài bắt đầu việc nha. Rồi hãy quên cho 3 phút mình nghiên cứu nha. Rồi Địa đúng không thầy? một mình học phần 1 nhỏ mà bây giờ học sang phần 2 là phần phần 3 là động đất với núi lửa. À với lại cái phần 3 này cũng sẽ cung cấp một số thông tin để các bạn biết cách phòng tránh động đất và núi lửa nếu như các bạn gặp hợp đó. Và các bạn có thể ghi chú ở trong một cuốn sổ, rồi các bạn ghi nhớ ha. Khi bạn đi là thì bạn sẽ có thể sẽ nhận thấy một số hiện tượng như vậy, và các bạn đoán rằng đây là cái gì, đây là động đất hay đây là núi lửa. Thì các bạn cô biết rằng nó lượng lượng thành đâu và động đất lượng thành từ từ đâu, được chưa? Rồi xong chưa? Alo, rồi lớp mình vô là 40 41 bạn rồi. Ủa, còn các bạn còn lại đâu ta?
rồi chờ chút vô đủ rồi mình bắt đầu luôn. Rồi nghiên cứu ba câu hỏi đó chút đó. Câu của quần 1 là thạch quyển là gì? Thạch quyển là gì? Rồi, thạch quyển cái gì? Bữa từng trước học rồi, thạch quyển cái gì không? Học rồi nha, nhắc lại thôi. Rồi, thạch quyển cái gì? Ai biết? Học rồi. Thầy quân cho ghi rồi đó. Rồi mở tập ra. Rồi xin mời Hà Linh. Cái thầy, thạch quyển là lớp ngoài cùng của trái đất bao gồm cả trái đất và phần trên của Menti. Sắc. Thạch quyển là vỏ trái đất gồm có nhất là cái vỏ trái đất và hai đó là phần trên của đất băng băng ti. Rồi bây giờ hỏi tiếp. Vỏ trái đất gồm có mấy phần? Gồm mấy loại? Hay là gồm mấy phần? Là vỏ gì? Nhớ. À, coi nhớ bài không à. Có gì không? Vỏ đất gồm mấy là vỏ? Vỏ lục. À, mời ai đây? À, Đăng Phương đi. Thưa thầy là có vỏ lục địa và vỏ đại dương. Có hai vỏ. Đúng rồi, có hai loại vỏ là vỏ lục địa và vỏ đại dương. À. Ở phần 1 chúng ta cũng đã được học cái cấu tạo của đất đã gồm có mấy lớp nhớ mà. Vỏ đất có tạo cho nó có tạo mấy cấu tạo mấy mấy lớp nhớ. Mấy lớp. Học rồi. Nhắc lại thôi. Rồi Di Kha. Dạ thưa thầy, là trái đất có 3 loại vỏ. Ba lớp. Có 3 lớp. Là gì con? Dạ thưa thầy là vỏ trái đất, lớp Menti và nhân. Bỏ rất lớp Menti và nhân. Ở đây chỉ hỏi các bạn một số đề chính thôi. Bây giờ bắt đầu vô mới nè. Rồi nhất, bây giờ cô nhìn bản đồ, cô nhìn xem ở trên trái đất có mấy mảnh kiến tạo, hãy kể tên. Rồi xin mời Hé Ngọc. Trái đất mấy mảnh không? Rồi bạn rồi ai đó tắt micro đi để các bạn để nghe bạn nè. Rồi, Ngọc, mời Ngọc. Quên hạ tay thầy. Trái đất có mấy mảnh kiến tạo? Alo. Ủa, mới trả lời ta. Do đây dòng thầy. Rồi, bằng nói đi. Rồi, ai biết cái lời nha. Có mấy mảnh kiến tạo thôi. Mảng gì đây? Mảng đây. Mảng Á Âu thấy mà, thấy mảng Á Âu không? Hello. Ủa Ngọc, cái micro bị gì Ngọc? Đây là thầy. Rồi, hay là rồi Hiên Bảo đi. Có mấy mảng kiến tạo rồi con kể tên đi. Mảng gì con? Mảng Á Âu, mảng Bắc Mỹ, mảng Trung Mỹ, mảng Phi, mảng Iran, mảng Ả Rập, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ, Australia, mảng Nam. Mảng gì? Mảng Nam Cực. Mảng Nam Cực rồi. Giờ hỏi câu cuối cùng, Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào? Rồi ai biết ạ? Rồi xin mời Hoàng Đăng đây. Dạ là mảng Âu Á. Đúng rồi, giỏi, mảng Âu Á, đúng rồi đó. Xác, mảng Âu Á. Rồi con nhìn bản đồ ra liền. À, chưa. Rồi, từ từ sorry. Rồi làm bài tập này nha. Làm tập này. Rồi bây giờ tự làm coi. Rồi giờ mình làm 3 phút nha. Tự làm rồi xong rồi ai biết thì trả lời giùm thầy.
Rồi mỗi bạn chơi thầy một một đáp án. Rồi suy nghĩ nha. Rồi ai trả được câu này trắc nghiệm? Rồi ai trả được à? Nhớ cái gì không? Nhớ cái gì? Trong khi di chuyển các địa mạng có thể xô vào nhau. À có thể xô vào nhau đúng không? Đúng không? Có thể gì? Có thể xô vào nhau hoặc gì? Hoặc sao con? Linh hoặc sao đấy? Hoặc tách xa nhau. Đúng rồi. Ở đó cắt gì đây? Cắt gì? Ai biết? Cắt gì? Ờ, mà Hoàng Đăng, cắt gì con? Dạ là vực sâu. Hình này cắt vực sâu đúng rồi. Vực sâu và cắt, cắt gì? Là dãy núi. À, cắt dãy núi đúng rồi. Dãy, dãy núi. Hoặc núi lửa. Rồi. Rồi, hiện tượng gì? Hiện tượng gì? Dạ. Động, đất. Động đất núi lửa đúng rồi nè, đúng rồi, chính xác, đúng rồi, núi lửa. Rồi rồi đây là một cái hình, bức hình minh họa hai địa mảng tách xa nhau hình thành cái gì con? Hai địa mảng tách xa nhau hình thành cái gì? Ai biết hai địa mảng mà tách xa nhau hình thành cái gì? Ở trên cái bài, ở trên cái bài bài điền khuyết có nói cái gì không? À hình thành cái gì đây? Hình thành vực, vực sâu đúng không? Vực sâu. À và hiện tượng gì? Hiện tượng động đất đúng không? Động đất. Dạ, hình thành nên vực sâu và hình tượng động, động đất. Hình như bài này chúng ta chuẩn bị sao đó ta? Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi phần này chúng ta sẽ tự xem nha. Rồi. Đây là một mô tả cái động đất gồm chúng đóng xem phim không ạ? Tôi xem đi thầy. À? Rồi đây là phim mô tả về các địa mảng xô vào nhau, chúng ta xem nha. Ta xem cho biết nha. Rồi chờ chút. Sorry, phim bị lỗi chút xíu, chờ xíu các bạn. Rồi xem nha các bạn. Các địa mảng xô vào nhau mà bạn tách xa nhau thế nào các bạn xem nha. Là các mảng của lớp vỏ trái đất và ở trên cùng của lớp Mati đến độ sâu khoảng 100 km, vật chất ở trạng thái cứng, người ta thường gộp vào và gọi chung là thạch quyển. Đặc
trưng của thạch quyển không phải ở thành phần cấu tạo mà chính là thuộc tính về sự trôi dạt của nó. Đây là nơi tích tụ và tiêu hao nguồn năng lượng bên trong, sinh ra các hoạt động kiến tạo làm thay đổi cấu trúc bề mặt trái đất, như hình thành những dạng địa hình khác nhau, các hiện tượng động đất, núi lửa. Vỏ trái đất trong quá trình hình thành đã bị biến dạng do gãy vỡ, tách ra thành một số đơn vị kiến tạo gọi là mảng kiến tạo. Có 7 mảng kiến tạo lớn và một số mảng kiến tạo nhỏ, bao gồm cả phần lục địa và phần đại dương, trừ mảng Thái Bình Dương thì có phần đại dương. 7 mảng kiến tạo lớn đó là mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Châu Phi, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ, Australia, mảng Âu Á và mảng Nam Cực. Các mảng kiến tạo này nổi lên trên một lớp vật chất quánh rẻ thuộc phần trên lớp Manti. Chúng không đứng yên mà di chuyển do hoạt động của các dạng đối lưu vật chất đậm đặc với nhiệt độ cao trong tầng Manti trên, làm cho các mảng kiến tạo chuyển động theo một tiến trình gọi là sự trôi dạt lục địa, được giải thích bằng thuyết kiến tạo mạng. Vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo là những vùng bất ổn của vỏ trái đất, thường có các hoạt động kiến tạo xảy ra kèm theo hiện tượng động đất, núi lửa. Khi hai mảng tách xa nhau ở các vết nứt gãy, magma trào lên tạo thành các dãy núi ngầm. Khi hai mảng xô vào nhau, ở sự tiếp xúc của chúng đã sẽ bị nén ép dồn lại và nhô lên hình thành các dãy núi cao trên lục địa. Khác với mọi hành tinh đá còn lại trong hệ mặt trời, bề mặt trái đất giống như một trò chơi ghép hình khổng lồ với các mảnh thường xuyên di chuyển. Mỗi mảnh ghép là một mảng kiến tạo, chúng đâm vào, xô đẩy, chìm xuống hoặc đè lên nhau, hình thành diện mạo trái đất ngày nay. Một số giả thuyết cho rằng sao Hỏa có thể cũng đã từng có các mảng kiến tạo trong quá khứ trước khi lớp vỏ của nó bị đông cứng lại. Rồi đó là thầy đã giới thiệu sơ qua bài cát về sự khiết chúng ta đi mạng và sự hình thành động đất và núi núi lửa và sao ạ? Alo. Như vậy là video đã giới thiệu cho các bạn sơ ra về khí kiến tạo mảng và sự hình thành nên động đất và núi núi lửa. Rồi như vậy các bạn tóm lại thầy coi động đất được hình thành do các địa mảng như nào con? Suy nghĩ coi. Các địa mảng xô vào nhau hay là các mảng tách xa nhau? Không rồi. Nhớ coi từ từ nhớ xem phim là sau này xem phim sẽ có ghi chép ấy nha, ghi chép luôn á nha, hãy hỏi những cái trong đó. À như vậy là gì, hai địa mảng xô vào nhau hình thành nên gì hơi khó nhỉ, hơn nên những ngọn núi đúng không đúng chưa? Đúng rồi. Đúng luôn. Rồi. Hai địa mảng tách xa nhau hình thành nên cái gì? Vực sâu thôi. Đúng rồi, chính xác. Vực sâu. Và một điểm nữa, đối tiếp giáp giữa các địa mảng là gì? Luôn luôn bất ổn hay là luôn luôn yên ổn? Xem rồi. À, luôn luôn bất ổn và thường xuyên có các hiện tượng xảy ra, đó là hiện tượng động đất và hiện tượng núi. Nó lửa nha. Rồi như bạn không ra chung với sao? Rồi tiếp tục. Rồi đây là phim với mạng xô vào nhau, còn đây là bộ phim về động đất. À, động đất có cũng xem động đất không con? Xem. Rồi xem nha, rồi xem đi biết. Rồi xem bây giờ lắc hay hỏi nha. Xem đi.
Rồi xem hình đoàn phim ba phút. Rồi xem bạn. Xem kỹ nha, lát hỏi. Động đất là gì? Động đất được hiểu là sự dịch chuyển đột ngột giữa các lớp địa chất. Khoảng đất trên mặt lộ ra sau khi địa chấn được gọi là thay đất. Vị trí nằm dưới mặt đất sau khi động đất bắt đầu được gọi là tâm động đất. Vị trí nằm trực tiếp phía bên trên bề mặt trái đất được gọi là tâm chấn. Thỉnh thoảng, một trận động đất sẽ có những tiền chấn. Những tiền chấn này nhỏ hơn động đất sẽ xảy ra ở cùng một địa điểm trước khi xảy ra trận động đất chính. Những cơn rung lắc mạnh trong động đất gọi là địa chấn. Với cường độ lớn, các cơn địa chấn này luôn đi kèm với dư chấn, có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, từ đến hàng năm sau địa chấn. Đâu là nguyên nhân của động đất và nó xảy ra ở đâu? Trái đất của chúng ta được chia thành 4 lớp, lõi trong, lõi ngoài, lớp phủ và lớp vỏ. Lớp vỏ và phía trên lớp phủ tạo nên một làn da mỏng cho bề mặt của trái đất chúng ta. Nhưng lớp da này không phải là một màng, nó được tạo nên từ phủ bề mặt trái đất. Các dạng địa chất khác nhau được gọi là kiến tạo điện tầng. Người tiếp xác giữa các kiến tạo điện tầng gọi là ranh giới kiến tạo điện tầng. Các mảng kiến tạo điện tầng trong thực tế đều di chuyển va chạm với nhau nhưng rất chậm và cường độ không lớn. Các ranh giới mảng này được tạo thành từ nhiều khe nứt và hầu hết các trận động đất trên toàn cầu tạo ra giữa những khe nứt này. Tại sao trái đất rung chuyển khi có động đất xảy ra? Trong khi các khối đất đá đang dính vào nhau, một phần đó bị xê dịch, tách ra khỏi, khiến các lớp đất đá chồng lên nhau. Khi cơn điện chấn xuất hiện, các lớp điện chất ma sát với nhau theo hình răng cưa, gây nên đứt gãy và đổ vỡ, toàn bộ mặt nước được giải phóng. Các cơn sóng điện chấn rung chuyển trái đất, và khi các làn sóng chạm đến bề mặt trái đất, chúng sẽ làm rung chuyển mặt đất và bất cứ thứ trên mặt đất. Năng lượng được giải phóng ra từ một trận động đất thông qua những khe nứt giống như tiếng sóng đập vào bờ đê. Động đất được ghi nhận như thế nào? Động đất được ghi nhận bằng dụng cụ gọi là máy đo điện chấn, bản ghi âm tạo nên biểu đồ điện chấn. Máy đo điện chấn có một chân đặt trên mặt đất và một con lăn treo tự do. Khi cơn điện chấn xảy ra, phần đề máy đo điện chấn sẽ rung theo, tuy nhiên phần con lăn lại không di chuyển. Các dư chấn được phát ra dưới dạng lò xo, những điểm lệch nhau đều được ghi nhận lại. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái này. Rồi. Rồi, xem phim đúng không? Rồi. Rồi, hai mảng so với nhau thì hình thành nên núi cầu sâu. Hay nhắc rồi nha. Đây là sự hình thành của dãy Himalaya. Dãy Himalaya đó là gì? Hai địa mảng là gì? Mảng mảng Á Âu và mảng Ấn Độ so với nhau hình thành nên dãy Himalaya, hay là dãy núi Andes ở bên châu Mỹ hình thành nửa hai mảng Nam Mỹ và mảng Thái Bình Dương như thế nào con? So với nhau. Đúng rồi, hai mảng Nam Mỹ và mảng Thái Bình Dương nó so với nhau hình thành nên dãy núi Andes. Rồi. Hay là mảng Thái Bình Dương. Mảng Thái Bình Dương. À, va chạm hút chìm Á Âu hai mảng Nam Dương, tức là hai mảng này nó hai mảng Á Âu và mảng Thái Bình Dương nó tách xa nhau hình thành nên những cái động hình thành nên những cái dư chấn ở dưới biển, hình thành nên những cái núi lửa ngầm ở dưới biển, và sau này hình thành nên những cái sóng thần, đúng không? Sóng thần đúng không? Rồi đây là mạng kiến tạo, đây đứt gãy nè, đứt gãy con. Alo, gì thầy? Rồi đây là một cái vực sâu ở Iceland nè, vực sâu nè, đây là vực sâu, đây là
đây là địa mảng nha, đây là địa mảng nè, đây là địa mảng nè, còn còn đây là khe tiếp xúc giữa cái địa mảng, được chưa? Hả? Mà hả? Người ta gọi là, người ta gọi là lỗ hổng. Còn hai này là hai địa mảng á, địa mảng Bắc Mỹ nè, địa mảng Âu nè. Nhưng mà hơn là nó chưa đụng nhau á, mà nó đụng nhau là biết gì sao đâu mà. Alo. Rồi, hình dung không? Hình dung không các bạn? Bằng dung không? Rồi, mất tập trung mà bằng Phương nhà tắm ở trung rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ con nhìn hình 9.3 con thấy núi lửa xuất hiện ở khu vực nào không? Rồi. Hồi nãy con nhắc rồi nha. Núi lửa xuất hiện ở khu vực nào không? Học rồi. Vừa xong luôn. Ai biết à? Rồi trả lời à. Khu vực màu xanh hay là khu vực màu đỏ? Alo. Màu. Màu đỏ. Màu đỏ đúng rồi. Màu đỏ hình thành nên núi lửa. Còn màu xanh hình thành nên cái gì? Động. Đất. À, động đất. À, ok. Rồi nhớ ha, nhớ sơ sơ thôi, không cần nhớ kỹ được chưa? Rồi. Rồi chúng ta tự ghi nha. Rồi đây là mảng kiến tạo, ta tự ghi phần này. Rồi, tự ghi nha. Hôm nay các bạn chưa tập trung đấy. Các bạn thấy bài này sao các bạn? Hơi khó. Hơi khó, đúng rồi, hơi khó. Rồi, không sao cả. Cứ bình tĩnh ha. Thứ nhất các bạn nhớ này. Thứ nhất, đó là trái đất được hình thành từ cái mảng kiến tạo. Được chưa? Hai mảng xô vào nhau hình thành nên núi. Hình thành nên dãy núi. Hai mảng tách xa nhau hình thành nên những cái vực sâu, đúng không? Và có thể hình thành nên những cái núi lửa ngầm, đúng không? Còn bạn còn bạn chưa ghi ha. Rồi bạn chưa ghi à? Rồi. Rồi, các bạn nghe chưa? Alo. Rồi thầy. Các bạn nghe chưa? Đi xong rồi đúng không? Rồi, các tiếp tục nha. Rồi. Rồi, đây là động đất của Nepal. Rồi, bây giờ đọc sách giáo khoa. Đọc sách giáo khoa. Bây giờ động đất này. Hãy mô tả theo một trận động đất coi.
mô tả hơn coi. Rồi giờ thử mô tả coi. Nhân chứng mô tả, người ta mô tả cái gì? Nói nghe. Ừ. Ờ ừ, chắc có đó. Nhưng mà làm việc trúng lắm bạn. Ờ. Ừ. Các thiết bị như lòng vi sóng, tivi rơi xuống đất vỡ tan, thành phố đổ nát, không hy vọng gì là sẽ có điện lại và nước trở nên rất quý giá. Đúng rồi, đây là cái phần diễn biến và hậu quả là gì? Hậu quả là thành phố đổ nát luôn. À. Rồi, câu hỏi cuối cùng, nguyên nhân dẫn đến trận động đất ở Kathmandu là gì không? Của mạng Ấn Độ, Australia về phía bắc là nguyên nhân của trận động đất. Sự dịch chuyển mạnh của mạng này dẫn đến tai nạn ở các chỗ nứt gãy và làm chấn động vùng núi Himalaya. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Rồi, đây là một số vành đai động đất. À, vành đai động đất. Rồi con nhìn coi vành đai động đất là ký hiệu gì con? Vành đai núi lửa là ký hiệu gì vậy? Nhìn coi. Vành đai núi lửa là ký hiệu gì biết không? Ký hiệu mặt trời. À, vành đai núi lửa là ký hiệu những gạch màu đỏ hay là ký hiệu những gạch ký hiệu màu xanh. Ồ có vậy. Rồi. Vành đai núi lửa là ký hiệu gạch màu đỏ hay là ký hiệu màu xanh? Ai biết? Nhìn đây nè. Màu đỏ. À, vành đai núi lửa là ký hiệu màu đỏ, nó kéo dài đâu đâu ta? Nó kéo dài bao quanh gì? Bao quanh một cái biển lớn có tên là biển gì con? Thái Bình Dương. Thái Bình Dương. Vành đai núi lửa là gì? Bao quanh Thái Bình Dương đúng không ạ? Núi lửa. Còn vành đai động đất là gì? Là nó ở khu vực gì? Khu vực Châu Á, bà châu gì con? Châu Âu. Châu Á, Châu Phi và một phần một Âu Châu và một phần của Châu Phi, đó là vành đai động đất và vành đai núi lửa. Ở Châu Mỹ, ở Châu Mỹ thì không có nhiều nha. Ở Châu Mỹ thì chỉ có gì? Thì chỉ có núi lửa thôi. Đúng không? Núi lửa. Yeah. Rồi đây là trận động đất Kathmandu. Bây giờ muốn xem coi. Có thầy. Rồi xem nha. Rồi xem biết nha. Rồi xem đi. Rồi xem biết nè. Đây là trận động đất. Sao lúc đó vẫn còn quay được vậy thầy? Cái này có thật không? Có thật. Có mẹ. Vừa diễn ra. Trận này có thật nên người ta mới làm bộ phim. Ở Nhật Bản cũng vậy mà. Đây. Thấy chưa? Đây là trận động đất này có thật. Cái này bộ phim tao quay lại đó. Bộ nguyên tòa nhà đẹp hết mấy người luôn rồi. Các bạn rồi, đây là trận động đất ở Kathmandu. Rồi, đây là người. Rồi, bây giờ câu hỏi cuối cùng. Để đo cường độ động đất, người ta dùng thang đo gì con? Thang đo gì? Thang đo Richter. Đúng không? Rồi, thang đo này, Richter, con xem ở cái phần em có biết nha. Thang đo này là gì? Nó có tới 6 mức. Mức gì con? Mức gì? Mức nhẹ đúng không?
Đây là rồi, mức nhẹ đây này, đây mức nhẹ trung bình mạnh, mạnh rất mạnh, cực rất mạnh, cực mạnh, cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh. Rồi đây là phần thang Richter, rồi các bạn xem thêm nha. Rồi rồi đây là bài tập. Rồi bây giờ con nhìn coi, rồi con nhìn cái hình nào là động đất không? Alo. Chưa nhảy thầy, chưa thấy hình thầy ơi. Mất màn hình rồi thầy. Chưa mà. Mọi người thấy chưa? Cũng thấy nhưng mà nó cái video đó thầy. Ủa, thầy. Ủa, thầy chỉ màn hình người ta. Thấy màn hình chưa? Video rồi. Đó rồi thầy. Không hiển thị cái video động đất đó thầy. Đúng rồi thầy. Chờ chút nha. Chờ chút để thầy share lại. Chờ chút nha bạn. Để. Để share lại. Bị lỗi rồi. Rồi. Rồi bây giờ con nhìn hình coi. Hình nào là động đất, hình nào là núi lửa. Ai biết? Hình 32, hình... Gamma 2 hình A, B, C, D, hình nào động đất, nào núi lửa? Ai biết? A động đất. Hình A động đất. Rồi. Rồi. D sóng thần. À, rồi. B sóng thần. Rồi. D là bão hả? D. D là sóng thần luôn. Hình D là động đất. À, động đất được chưa? Rồi, cái này ta xem lúc qua nha. Rồi. Rồi, bây giờ làm cái bài tập này coi. Đây là bài tập vận dụng. Rồi nghiên cứu nha. Vận dụng nè, bây giờ khi có động đất con làm sao nè? Nhật Bản rồi, rồi bây giờ làm, bây giờ cùng làm nha. Nhật Bản hay xảy ra gì? Động đất bất thường. Động đất bất thường. À, cần nắm rõ những việc làm cho mình để giảm thiệt hại. Hại là thương vong. Thương vong. Sau đây là một số trường hợp bài tập. Lô, bạn nghe mà. Dạ nghe thầy. Sau đây mà làm số bài hướng dẫn để chuẩn bị đối phó. Hậu quả. Rồi. Hậu quả. Những hậu quả của sao động đất. Sao động đất. Rồi. Rồi. Khi động đất sao bất ngờ, hãy làm gì? Hãy tránh xa đúng không? Hãy tránh xa một đoạn. Rồi. Và vào anh em đọc thêm. Để nhìn được các bạn đang đang thì cái nhà gỗ đang bắt đầu, nó bắt đầu gì? Sập xuống. Đúng rồi, bắt đầu sập xuống đúng rồi, chính xác. Rồi. Rồi bây giờ đây là một số dấu hiệu biết động đất và cái đẳng phó, cái này các bạn hãy đọc thêm nha. Rồi bây giờ dấu hiệu không biết à. Bây giờ con nhìn thấy, bây giờ nếu như con bây giờ ở nhà con có vật nuôi. Bây giờ con nhìn thấy nếu như vật nuôi mà tự nhiên bỏ chạy là con thấy gì xảy ra đó. Alo, nghe em con? Dạ còn thầy. Được, nghe thầy. Ok, rồi. Rồi cái hai đây là con thấy mực nước sông, mực nước hồ rút bớt một cách bất thường. Mà tràn bờ mà không có trận mưa nào. Thì cái đó là động đất rồi. À. Nha, rồi. Đây là cho bảo vệ nè. Khi ở trong phòng bạn nấp dưới bàn làm việc hoặc bàn ăn nha, và khi ăn nấp nên ngồi khom lưng nha, một tay ôm đầu gối, một tay che gáy nha, một tay che gáy nhớ nha. Đây là cái cách ứng phó động đất. Và khi ngoài đường bạn nên tìm bãi trống không có cây cối. Bạn tìm bãi trống có cây cối là thua. Tại vì sao? Tại vì cây nhiều lúc nó động đất rồi cây nó gãy sao? Cây gãy nè. Ờ, đúng rồi. Rồi, lưu ý là không đứng ngay khung cửa. Thấy chưa? Còn nghe gì không ạ? Dạ còn, nghe. Rồi. Rồi, khúc này bạn thử xem nha. Ừ. Rồi, và không chạy ra ngoài nếu như bạn đang ở tầng trệt và bạn không được ở thang máy mà ở cầu thang. Nếu như có động đất xảy ra bạn chạy không kịp. Nhớ nha. Rồi.
Rồi bạn tự ghi bằng này đi. Rồi ghi đi, ghi. Rồi bạn ghi một ba chưa? Rồi thầy á. Rồi ghi xong này, ghi xong này nghỉ nha. Ghi xong này nghỉ. Mình còn một phần đó là nhúng lửa. Này từ xong này từ sau học. Ủa gì Ngọc ơi? Ngọc ơi, gì vậy? Bạn giơ tay nãy giờ thầy. Ủa sao Ngọc ơi? Rồi, rồi giờ viết phần này xong rồi nghỉ nha. Bài này nếu dạy kỹ, bài này hay lắm. Nhưng mà tại bạn không chuẩn bị. Ừ. Rồi viết xong phần này rồi. Nếu lửa nó dài. Rồi. Bài dài lắm nhưng mà bài này hay. Rồi ghi xong phần này là bằng bằng ao nha. Câu phần đó là nướng lửa, bằng phần này bạn có thể viết hoặc là buổi sau hay buổi sẽ giảng luôn cái phần này trước khi bạn qua bài 10 của mình địa lý nha. Bạn học tới bài số 10 bài học bài số tới bài số 10 là bạn nghỉ rồi. Ủa hàng chưa học bài núi lửa hả? Chưa bài núi lửa. Bài núi lửa thì trường sau học nha. Rồi. Chào thầy. Đi xong rồi này nghỉ. Bye thầy. Con chào thầy. Rồi ai xong ao ra. Chào thầy. Nào mà viết xong rồi bạn nghĩ nha, mình còn một phần nữa là núi lửa, phần này mình sẽ học cái tiếp sau. Con chào thầy. Con chào thầy.